Mời các bạn nghe chuyện cổ chân nhân chương 345 đến chương 349. Thương Yến Phi đang đứng ở đỉnh cao, quan sát nam nhân Nam Cương đương nhiên có lòng bao dung. Mà thương gia thành cũng không phải bị người ta so sánh là thảo đầu thì đúng là thảo đầu thật. Ông ta lưu ý chính là câu trước đó. NGUOI vì khó khăn mà trí lớn, không dậy hồng trần hoặc vững tâm. Trên thế giới này, có nhiều người có trí lớn và tài mọn nhưng người có trí lớn mà lại có tài hoa thiên phú thì quả thực vạn người chưa chắc có được một người. Không chỉ có tài hoa có trí hướng mà còn còn có cả ý chí kiên cường thì quả thực là hiếm thấy. Có trí hướng, có tài hoa không đáng sợ nhưng lại cộng thêm cả ý chí sắt thép không gì khuất phục thì khiến người ta lo lắng. Người như vậy, trong lịch sử, thường thì được người xưng là anh hùng, kiêu hùng hoặc là gian hùng. Người như thế thường có thể thay đổi lịch sử, sáng tạo lịch sử. Người như vậy làm sao có thể chịu làm người dưới đây? Làm sao có thể để cho thương gia sử dụng đây? Nếu như không thể dùng, người ma đạo này nhất định gây phong vân cho thiên hạ, nhấc lên gió tanh mưa máu, tương lai xa không phải phúc của chính đạo. Nghĩ tới đây Thương Yến Phi mở miệng nói, ta nghe nói, Khương Chính Đoạt cơ duyên của Lý Diên, vì để an tâm nên chủ động trả lại 20 vạn nguyên thạch, hiện tại đã trả lại bao nhiêu? Ngụy Dương liền đáp, đã trả lại 13 vạn, còn thiếu 70 ngàn có điều theo như thuộc hạ thấy cũng sắp rồi. Nghe xong câu trả lời này, lo âu trong lòng thương Yến Phi giảm bớt một chút. Ông ta gật gù, cũng được. Phàm là người có chí hướng lớn, thường không cầu nệ tiểu tiết, chỉ 20 vạn nguyên thạch có đáng là gì. Ha ha ha. Lại nghĩ tới chuyện Khương Chính cứu thương tâm tử, thương Yến Phi cũng bật cười. Người này có tính cách đáng yêu, làm việc rất có nguyên tắc, có ân tất trả, có oán tất báo. Thế nhưng cũng không phải là người không biết lễ nghĩ đạo đức, không kiêng rẻ nguy hiểm, có điểm ấy cũng thì mời chào cũng có hy vọng khống chế. Chỉ là hiện tại là lúc hắn có danh tiếng, hy vọng mời chào không lớn, cần toan tính từ từ. Chờ đến khi hắn bị hiện thực bao vậy, dùng tình cảm động, thay thương tâm từ chiêu mộ giới chướng có như vậy mình mới yên tâm. Cũng được, Khương Chính, cứ để ta xem ngươi có thể đi tới bước nào, Thương Yến Phi suy nghĩ trong lòng. Ánh mắt của ông ta rất sắc bén, hiểu rõ toàn bộ cục diện. Khương Nguyên giết được Lý Hạo, gây ra náo động toàn bộ khu diễn võ cổ toàn lực ứng phó mạnh khiến người ta cực kỳ chú ý rất nhiều người ý thức được khương nguyên là người khó xơi nhưng ở một phương diện khác cũng khiến cho một số cường giả khác chú ý và ngưỡng mộ sau đó khương nguyên sẽ được an ổn một thời gian nhưng từ nay trở đi cuộc sống của hắn không dễ chịu với tính cách của hắn nhất định sẽ đụng phải đụng đầu chảy máu đến lúc đó hắn sẽ biết được mình thực sự nhỏ yếu trước hết dựa vào trường diễn võ để bức ép hắn một chút mau rũ hắn một chút. Giống như Thương Yến Phi dự liệu, Khương Nguyên trôi qua qua những tháng ngày thoải mái. Lý Hạo là người nào? Trong trường diễn võ thành số 5, gã xứng đáng là người đứng đầu, gã ta vốn từ thành số 4 tới đây. Ngay cả gã cũng chết thảm dưới nắm đấm thép của Khương Nguyên thì còn có người nào có thể hạn chế Khương Nguyên. Thế nhưng bắt buộc phải khiêu chiến, không thể hủy bỏ, những ma đạo hám lợi trước kia, không còn cách nào khác là cố gắng lên sàn. Lúc đầu sẽ có người bận tâm tới thể diện, thử giao thủ với Khương Nguyên vài lần. Thế nhưng sau khi Khương Nguyên đánh trọng thương mấy người, đánh chết một người, bọn họ không dám tiếp tục bất cẩn, thường lúc đầu chiến đấu bọn họ sẽ chủ động chịu thua. Tháng 19, 20 lần, 21. Khương Nguyên lên sâu khấu không còn là chiến đấu, mà là qua tràng, lĩnh nguyên thạch. Có thể nói là đường làm quan rộng mở. Dưới tình huống như vậy, một đội ngũ truy bắt của Bách Gia sẽ tới Thương Gia Thành. Rốt cục cũng đã đến Thương Gia Thành, nhìn kiến trúc xung quanh, Bách Phong thở dài một hơi. Ông ta là Bách Gia Gia Lão, khi còn trẻ giao du Nam Cương, ông ta cũng đã từng tới Thương Gia Thành. Bây giờ quay trở lại thành nhưng Thanh Xuân không thể trở lại, cảnh còn người mất, ông ta tới vì nhiệm vụ truy bắt cổ sư ma đạo. Các ngươi nói, hai tặc tử ma đạo kia có thật sự đi con đường này sao? Bách Liên lo lắng nói. Chính là con đường này. Chúng ta không đủ chim để phấn tán đi khắp nơi, chỉ phân tán đi mấy đường. Những hướng khác đều không có thu hoạch gì, Duy chỉ có con đường này là để lại dấu vết khả nghi Thiết đào khổ nói Trong lòng gã cũng không quá chắc chắn Tuy thiết ra đứng số một nam cương về tuy tìm dấu vết Nhưng gã là cổ sư công kích Hơn nữa nam cương nhiều rừng núi Có nhiều hoàn cảnh phức tạp, dễ ẩn thân Lần theo rất khó khăn Có thể hai người bọn họ đã chết trên đường Trôn thay trong mõng thú một vị đồng bạn lạc quan nói Khả năng này cũng rất lớn Ven đường đi bọ họ phát hiện rất nhiều hài cốt cùng với một lượng lớn dấu vết bầy thú tấn công đội buôn. Ta lại hy vọng bọn họ còn sống sót. Bách chiến liệp nghiến răng nghiến lợi nói. Gia gia của gã bị hai người Khương Bạch giết chết, gã muốn tự tay giết chết hai người Khương Bạch mới có thể giải mối cừu hận trong lòng gã. Được rồi, chúng ta vào thành rồi nói sau. Nếu như không có phát hiện gì thì thoa chút nguyên thạch truyền tin về tộc, xem tộc trưởng đại nhân sắp xếp như thế nào. Bách Phong bước chân đi trước nói. Đoàn người phong trần mệt mỏi đi tới cửa thành. Trùng hợp chính là cửa thành này chính là cửa thành lúc trước hai người Khương Bạch đi vào. Muốn vào thành, mỗi người cần 10 khối nguyên thạch. Thủ vệ cửa thành ngăn bọn họ lại. Bách Phong lấy ra một lệnh bài Hoàng Lê, quơ quơ. Thủ vệ nhìn, xác nhận không sai mới nói, lệnh bài Hoàng Lê có thể miễn phí vào thành cho ba người. Nhóm Bách Phong có 6 người, giao nộp 30 khối nguyên thạch. Vị đại ca này, ngươi có thấy ngươi hai người kia vào thành sao? Bách Chiến Liệp chỉ vào lệnh truy nã trên thành, hỏi đây chính là lệnh truy nã hai người khương bạch thế nhưng bên ngoài lệnh truy nã đã bị một tấm lệnh truy nã mới che hơn phân nửa đây là chuyện bình thường qua mỗi một thời gian đều sẽ có những lệnh truy nã mới thành vệ đột nhiên biến sắc khẽ quát bách chiến liệp ngươi nói cái gì vậy có ta canh gác cửa thành sao có thể để cổ sư ma đạo tiến vào ngươi nghĩ ta là người mù sao ngươi đang miệt thị ta nói xấu thanh niên chính trực của thương gia bách chiến liệp hơi sững lại bách phong gia lão vội xin lỗi ở thương gia thành cho dù ông ta là bách gia gia lão cũng phải bắc một cái thang thành vệ thấy bách phong là một cổ sư tam chuyển cũng không dám truy cứu nhiều chỉ là miệng cứ lầm bầm mãi cho tới lúc thiết đau khổ công khai thân phận nói được rồi ngươi câm miệng đi thương gia các ngươi như thế nào thiết gia ta còn không rõ sao lúc này thủ vệ cửa thành mới im miệng đoàn người bách gia bị đòn phủ đầu này mặt mày xám xịt đi vào ngoại thành chúng ta cơm nước trước, những ngày qua bôn ba đều đã mệt mỏi quá rồi. Nghỉ ngơi thật tốt một chút cũng không làm lỡ truy bắt. Từ vừa biết được trong thành số 5 có một tiệm cơm không tệ. Ngay trong khu diễn võ, nhớ lúc đầu ta cũng từng tham gia diễn võ, đánh tận tới thành số 4 đấy. Bách Phong già lão đề nghị. Kiến nghị này rất hay. Thắng sẽ được mọi người hoan nghênh. Đoàn người tiến vào trong thành số 5, đi tới khu diễn võ. Mấy vị tiểu bối bách chiến liệp, Bách Liên lập tức bị bầu không khí náo nhiệt khu diễn võ cảm hóa. Đang đi trên đường thì không ngừng nghe thấy tiếng hò hét hưng phấn. Lần này rốt cục đàn kính cũng có thể báo thù, đánh ngã thi nam sinh. Thi nam sinh tuyên bố trả thù lại, hai người này thù hận càng sâu. Viên không trưởng nắm giữ bệnh vân, sức chiến đấu lại tăng thêm một tầng, hầu như có thể xưng bá trường diễn võ trong thành số 5. Xưng bá, ha ha, chờ cổ nhật khương chính vào thành số 4 rồi nói tiếp. Cổ nhật khương chính đôi mắt đoàn người bách ra toàn bộ đều trợn to như bị xét đánh bước chân của bọn họ dừng lại trong phút chốc mấy đôi mắt nhanh như chớp nhìn về phía người đi đường đang nói chuyện kia khiến người đi đường kia sợ hết hồn nửa nén hương sau trong trường diễn võ khương nguyên ung dung đi tới tràng đối thủ lần này của hắn là một vị đại hán trung niên cao lớn thô kệch cao lớn vạm vỡ tròm râu như củm thép dài và hung ác đương một tiếng vang giòn đại diện cho trận đấu chính thức bắt đầu ta chịu thua. Tráng hán trung niên lập tức mở miệng kêu to. Nói tới thắng thắn, nhanh gọn, khiến cho mọi người xung quanh xem trận chiến hết sức bất mãn. Tại sao lai như vậy? Mất hết thể diện, còn chưa đánh đã chịu thua. Mất mặt cũng còn hơn là mất mạng, hiện tại ở thành số năm này ai dám đánh với Khương Chính. Cổ toàn lực ứng phó thực sự quá mạnh. Mọi người than thở. Cuộc chiến vừa mới bắt đầu đã lập tức kết thúc. Cổ sư chủ trì đi tới, muốn hỏi cổ của hai bên, sau khi sửa một chút lại trả lại cho đối phương. Đại hán trung niên xoay người bỏ đi, chủ động chịu thua là một chuyện nhục nhã, nhưng đại thế còn mạnh hơn người, ai bảo Khương Nguyên lòng dạ cực kỳ độc ác, không hề lưu tay. Ông ta không dám mạo hiểm chỉ để giữ thể diện. Khương Nguyên không lập tức bỏ đi mà lấy ra 40.000 nguyên thạch giao cho Lý Diên trước mặt mọi người. Tình cảnh này lại khiến cho mọi người nghị luận. Lại là 40.000 nguyên thạch, thật sự đã cho. Tuy cổ Nhật Khương chính tàn nhẫn nhưng nói được làm được, đã cho gần đủ 200.000 nguyên thạch. Chỉ còn thiếu 30.000 nguyên thạch mà thôi. Lý Diên dùng những nguyên thạch này mua cổ trùng, ở khu diễn võ cũng bắt đầu có một tài năng trẻ, thực sự khiến người ta ước ao đố kỵ. Có ân tất trả, có oán tất báo. Từ điểm này mà nói thì ta rất khâm phục cổ nhật khương chính. Thắng trận này nữa là hắn đã thắng 29 tráng, còn thiếu một trận cuối cùng là được thăng lên thành số 4. Đi nhanh lên đi, ở dây 2 dám đối chiến với hắn ngay cả Lý Hạo cũng đã chết trong tay của hắn. Cổ Nhật Khương chính, trăm cây nghìn đắng cuối cùng cũng để chúng ta tìm được người. Trong đám người, Bách Chiến Liệp nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt hận đến mức vặn vẹo. Đồng bạn của gã nhìn cũng rất khó coi. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở truy bắt lâu như vậy, trên đường bôn ba mệt mỏi chịu bao nhiêu đau khổ. Kết quả quay đầu lại lai phát hiện người bọn họ muốn bắt lại đang ăn sung mặc sướng trong thương gia thành, quả thực là đường làm quan rộng mở. Trước đó, bọn họ suy đoán, Khương Nguyên nói không chừng đã chết thảm trong miệng dã thú đã bị bài tiết ra ngoài. Tình cảnh này quá khác biệt so với dự đoán của bọn họ. Khương Nguyên không chỉ không hề khốn đốn mà còn sống rất tốt, thậm chí còn thay đổi cổ trùng, sức chiến đấu cũng tăng vọt. Điều này khiến bọn họ làm sao chịu nổi. Trời xanh không có mắt, sao lại để cho một ác tặc được tội nguyện như vậy? Bách Phong ngửa mặt lên trời than thở. Vận may của hắn quá tốt, cứu con rơi của thương gia tộc trưởng lại đạt được lệnh bài tử kinh ở trong thành thương gia chúng ta không động tới hắn được hắn được thương gia bảo vệ bách liên hận đến ngứa cả hàm răng từ người qua đường kia nàng đã hỏi thăm được nhiều thứ kẻ thù giết chết hai vị thiếu tộc trưởng rõ ràng đang ở trước mắt nhưng bọn họ lại không có cách nào bắt khương nguyên không chỉ có hắn mà còn bạch hoa băng kia cũng có lệnh bài tử kinh bây giờ cũng tham gia diễn võ chiến tích tương đối khá đồng bạn bên cạnh thở dài đây là thế đạo gì người xấu được toại nguyện người tốt lại chết thảm Kỳ thực muốn động vào hai người bọn họ cũng không phải là không có cách. Bọn hộ có thể tham gia diễn võ, chúng ta cũng có thể. Thiết đao khổ nói, ánh mắt sắc bén như đao. Gã từ chỗ bách gia tộc trưởng biết được, trong tay Khương Nguyên có cổ tiêu lôi đậu mẫu. Bây giờ, gã đã tin hai người Khương Bạch chính là hung thủ sát hại thiếu chủ nhân. Không thể bắt hai người Khương Bạch thì giết chết hai người bọn họ. Như vậy mới có thể báo thù cho thiếu chủ, thiết đao khổ mới có mặt mũi quay về thiết gia. Không sai, đây chính phương pháp tốt nhất bách phong sáng mắt lên tinh thần phấn chấn hơn mượn quy củ của trường diễn võ cho dù khương nguyên có lệnh bài tử kinh cũng không bảo vệ được hắn cướp đi cổ toàn lực ứng phó của hắn cũng có thể ngăn hắn trưởng thành nói thật tốc độ trưởng thành của hắn quá đáng sợ khiến cho lòng người kinh hãi tuyệt không thể để cho hắn trưởng thành như vậy chờ đã bách chiến liệp đâu rồi bách liên bỗng nhiên nói khương nguyên ra khỏi trường diễn võ người đi đường đều nhường đường cho hắn vô số ánh mắt đều tập trung trên người hắn, có ý kỵ có kính sợ, cũng có lạnh lùng, oán hận. Tuy ta giết nhiều cổ sư nhưng danh tiếng cũng không xấu. Mỗi lần cho Lý Diên tiền trước mặt mọi người đều là một lần tạo thế. 200.000 nguyên thạch, còn thiếu 30.000 nguyên thạch nữa. Khương Nguyên vừa đi vừa suy nghĩ. Trong trận chiến với Lý Hạo, hắn thu được ba cổ, nhưng không có cốc bối sơn, cũng không có cổ di hình. Cốc bối sơn bị hắn đánh chết, cổ di hình là cổ bản mệnh của Lý Hạo, Lý Hạo chết thì nó cũng chết theo. Có điều trận chiến đó có rất nhiều người xem, Khương Nguyên vẫn có được hơn 6.000 khối nguyên thạch. Hơn một tháng qua, các trận thắng liên tiếp, trừ một số ít nguyên thạch mình giữ lại thì lại hơn 40.000 giao lại cho Lý Diên. Vì hành động lần này, hơn nữa Lý Diên đã đồng ý nên tạm thời về bên Vũ ra không có người động thủ với Khương Nguyên. Vậy thì có được thời gian phát triển quý giá nhất. Bây giờ ta đã thẳng 29 tràng, thắng một trận nữa là có thể vào thành số 4. Áp lực cạnh tranh trong thành số 4 lớn hơn nhiều, đối thủ mạnh nhiều như mây, có điều sau khi thắng thì thu hoạch lại càng nhiều hơn. Bây giờ cổ cương cân cũng đã sử dụng được hết, ta còn có thể thú lực hư ảnh khác. Chỉ chỉ là muốn tăng thêm thú lực hư ảnh cũng hết sức công phu, ít nhất phải ha, 3 tháng mới có thể thấy hiệu quả hoàn toàn. Sau khi khương nguyên vào trong thành số 4, áp lực càng lớn hơn, cần gấp thêm sức mạnh mới ứng đối cục diện. Gần đây có một buổi đấu giá lớn, có cổ một lần là xong nếu ta có thể có được nó thì chỉ trong một đêm đã có được thú lực hư ảnh mới đáng tiếc ta có quá ít nguyên thạch ngay cả tư cách tham gia bán đấu giá cũng không có đến khi dùng đến tiền thì lại quá ít đang lúc khương nguyên đang suy nghĩ nên vay ai tiền thì một người thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện cản đường hắn cổ nhật khương chính ngươi còn nhận ra ta không bách chiến liệp giận dữ hét lên chiến liệp chiến liệp ngươi không nên vọng động đoàn người bách ra lập tức chạy tới hình thành thế bao vậy Khương Nguyên. Hai bên đối lập. Khương Nguyên hơi nhíu mày, ánh mắt khinh thường quét qua xung quanh. Bách Chiến Liệp, hắn có ấn tượng, người đứng đầu trong hậu bối của Bách Gia, cùng nhau uống rượu. Bách Liên thì hắn càng quen thuộc, đã từng cùng đi với chính bản thân mình một thời gian, dùng mỹ nhân kế với hắn. Đáng tiếc chỉ là sắc đẹp há có thể làm trái tim Khương Nguyên dao động, kết quả bị Khương Nguyên tương kế tự kế. Những người khác như Bách Phong, thiết đau khổ thì Khương Nguyên không hề quen biết. Có điều nhìn như vậy thì Khương Nguyên cũng biết lai lịch và động cơ những người đi đường này. Đây là khổ chủ tìm tới cửa. Lưới trời tuy thư nhưng khó lọt, cổ nhật Khương chính, ngươi tàn hại hai vị thiếu tộc trưởng của Bách Gia Ta, cho dù chạy trốn tới Thương Gia Thành nhưng cũng không thoát được. Bách Phong khẽ quát. Khương chính, ngươi mai phục cả bẫy, đánh giết thiết gia thiếu chủ và tộc nhân khác, thù này không đội trời chung, thiết đau khổ ta lấy cái đầu trên cổ ngươi. Thiết đau khổ kích động, ngón tay chỉ vào mặt Khương Nguyên, gầm thét lên động tĩnh này lập tức hấp dẫn sự chú ý của người đi đường xem trò vui là thiên tính của con người vô số ánh mắt nhìn lại đây há ngươi là người của thiết gia quái lạ sao ta không biết là mình giết tộc nhân của ngươi khương nguyên cười lạnh một tiếng nói ngươi đừng ngụy biện ngươi có cổ tiêu lôi đậu mẫu đào hố to cực kỳ hiểm ác đoàn người thiết gia của ta đã dẫm vào hố của ngươi bị nổ đến mức cả hài cốt cũng không còn chúng ta một đường tìm ngươi trừ ngươi ra còn ai vào đây Thiết Đao Khổ hai mắt gần như phun lửa, hận không thể lập tức băm Khương Nguyên thành tám mảnh. Ha ha ha! Khương Nguyên ngẩn người một chút rồi chợt cười to, thì ra là như vậy. Xem ra ta đảo hố đúng rồi. Cảm tạ ngươi nói cho ta biết cái tin tức tốt lành này, khiến tâm tình ta khoan khoái. Ngươi, Thiết Đao Khổ trợn tròn hai mắt, nổi giận đùng đùng nói: Ngươi thừa nhận. Ngươi lại thừa nhận. Rất hay, hay vô cùng. Khương Chính, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi dám giết Thiết gia thiếu chủ? ngươi là địch của thiết gia là địch thì thế nào khương nguyên nhún vai cười lạnh nói thực sự buồn cười ta đào hố là vì muốn đối phó với bảy khỉ kết quả các ngươi dẫm lên chỉ có thể trách thiết gia các ngươi không có mắt lại nói ta phạm vào tội gì thiết gia các ngươi dựa vào cái gì mà tuy tìm ta tự tìm đường chết ha 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 chết tốt lắm chết hay lắm lời nói này khiến cho những người xung quanh trợn mắt há mồm hắn lại trực tiếp khiêu khích người của thiết gia Khương Chính điên rồi sao? Thiết gia là một trong bá chú Nam Cương không kém gì thương gia. Thiết gia truy nã cổ sư Ma Đạo, có chấn ma tháp nổi tiếng thiên hạ, là khắc tinh của Ma Đạo. Hắn lại đi giết thiết gia thiếu chủ. Hắn có lệnh bài tử kinh trong tay, không sợ hãi. Chỉ cần ở lại thương gia thành một ngày thì chính là quý khách của thương gia. Cho dù chủ nhà họ thiết tới đây, thương Yến Phi đại nhân cũng phải bảo vệ hắn. Nếu không bảo vệ hắn, tin tức bay ra ngoài chính là thương gia sợ thiết gia. Ha 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 tiếng bàn luận của người xung quanh đủ cho cơn giận của thiết đao khổ bình tĩnh lại khương nguyên có lệnh bài tử kinh ở trong tay hiện giờ tu vi lại là tam chuyển đối phó hắn cũng không dễ dàng như trước hừ khương chính ngươi đừng vội cho rằng trốn ở dây là an toàn ngươi muốn dựa vào trường diễn võ này để trở thành gia lão khác họ của thương gia nghĩ hay lắm ta cho ngươi biết chỉ cần bách phong ta còn sống ngày nào thì ngươi đừng mơ xưng hùng bá đạo trên trường diễn võ bách phong già lão nói thiết đau khổ nói theo Khương Chính, ta sẽ giết ngươi trên trường diễn võ. Ngươi không trốn được, ngươi phạm vào tội lớn, nhất định phải chịu nghiêm trị. Hà, các ngươi muốn ngăn chặn ta trên trường diễn võ. Trong mắt Khương Nguyên lóe ra một ánh sáng lạnh. Hắn không sợ những người này, cho dù là Bách Phong, Thiết Đao Khổ, Bách Chiến Liệp, Bách Liêu đều là cổ sư tam truyền. Muốn thông qua trường diễn võ đối phó với mình, bọn họ cũng không phát huy được ưu thế đông người. Chỉ là tình cảnh của ta bây giờ. Khương Nguyên im lặng, bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười nói với bách phong bách ra các ngươi đạt được bạch cốt truyền thừa lại còn chưa hài lòng còn muốn tới đối phó ta không có ta các ngươi làm sao phát hiện được bạch cốt truyền thừa hừ xem ra các ngươi không muốn biết tung tích của hai vị thiếu tộc trưởng lời vừa nói ra nhất thời khiến cho đoàn người bách gia hiện ra thần sắc kinh ngạc nghe lời này của khương nguyên giống như hai vị thiếu tộc trưởng vẫn chưa chết khương chính ngươi có ý gì bách phong lập tức hỏi sắc mặt nghi ngờ khương chính ngươi đừng hòng dùng miệng lưỡi gạt chúng a à. chúng ta đã tìm khắp bạch cốt truyền thừa cũng không tìm thấy bóng dáng của hai vị thiếu tộc trưởng bách liên quát bạch cốt truyền thừa là ta phát hiện ra lẽ nào bách ra các ngươi tự nhân là hiểu rõ hơn ta sao buồn cười khương nguyên cười khinh thường một tiếng nói tiếp ta làm sao có thể mang theo hai phiền toái kia mà chạy trốn các ngươi sao không ngẫm lại lừa gạt các ngươi Hừ, thiết ra ta cũng không sợ ta còn sợ bách ra các ngươi sao khương chính nếu như hai vị thiếu tộc trưởng đều còn may mắn sống sót. Ta nghĩ đây chỉ là hiểu lầm, bách gia chúng ta. Cũng không phải là gia tộc không hiểu lý lẽ. Bách Phong dùng từ ngữ châm chức muốn ổn định Khương Nguyên, muốn dụ ra tung tích của hai vị thiếu tộc trưởng từ miệng của hắn. Muốn biết, ha ha, cũng được. Đúng lúc ta đang đói, mời ta ăn cơm đi, vào sư tử lâu sang trọng nhất trong thành số 3. Khương Nguyên lãnh đạm nói. Đoàn người bách ra hai mặt nhìn nhau liên quan tới tung tích của hai vị thiếu tộc trưởng không phải chuyện nhỏ, việc này quan hệ tới tương lai của bộ tộc Bách Gia. Cho dù Bách Gia cực kỳ hận Khương Nguyên, nhưng Bách Phong gia lão vẫn khẽ cắn răng gật đầu nói, được, đi sư tử lâu. Sư tử lâu không phải là một tử lâu bình thường mà là thanh lâu quy cách xa hoa. Nơi này chuyên nhập các nữ tử dị vực từ Bắc Nguyên, Đông Hải, Tây Mạc, tất cả đều phong mông lãng nhũ, phong tình vạn chủng. Ngoài ra còn có một món rất tuyệt, được xưng là sư tử nhục cầu, chính là bữa tiệc thân thể dùng thịt các loại như thịt sư tử, thịt cọp mà các nguyên liệu nấu ăn quý hiếm làm thành bánh trôi thịt, bày ra trên thân hình uyển chuyển của các cô gái. Gọi là sư tử nhục cầu, có hàm nghĩa sâu sắc, không chỉ dùng bữa mà còn ăn người. Nhưng Khương Nguyên tới đây không phải là hứng thú với món ăn sư tử nhục cầu mà lầu này có nhiều bối cảnh, có nhiều mật thất. Rất nhiều tộc nhân thương gia vì muốn che giấu danh tiếng nên thường chọn một mật thất tư mật để phong lưu mà không để lộ tin tức. Khương Nguyên chọn một mật thất, cùng mọi người ngồi xuống, một bàn tiệc rượu, món ăn thơm nước mũi nhưng chưa gọi món sư tử nhục cầu kia. Nói đi, hai vị thiếu tộc trưởng của chúng ta đang ở đâu? Bách Phong ngồi xuống, vội vã hỏi. Chư vị muốn biết, kính xin vị cổ sư thiết gia này tạm lui ra ngoài cửa. Khương Nguyên liếc mắt nhìn thiết đao khổ. Tại sao? Thiết đao khổ ánh mắt như đau, ta nhẫn nhìn Khương Nguyên, trong lòng có một sự cảm không ổn không tên dâng lên. Bởi vì đây là việc riêng của ta và Bách Gia. Khương Nguyên kiên quyết, nói, ta muốn bảo đảm nơi này, trừ ta ra, đều là người bách ra. Bằng không, ta sẽ không nói. Bách Phong do dự, việc này quan hệ tới hai vị thiếu tộc trưởng, ông ta không thể không thận trọng, bởi vậy quay đầu nhìn về phía thiết đao khổ. Thiết đao khổ kêu lên một tiếng, không vui đi ra khỏi mật thất, ra tới cửa phòng. Trong ngoài mật thất có cách âm. Nói đi, tung tích thiếu tộc trưởng nhà ta, đừng vội lừa chúng ta. Nơi này là thương gia thành, có lượng lớn cổ trùng có thể chứng thực ngươi, bách phong tàn khốc hỏi khương nguyên ung dung dơ ly rượu lên uống xong một ngụm rượu nói tung tích đương nhiên là đều chết rồi các ngươi cũng thật ngây thơ nếu ta là địch của bách gia các ngươi đương nhiên là nhổ cỏ tận gốc cái gì ngươi dám chờ đùa chúng ta khương chính ngươi muốn chết đoàn người bách gia giận tím mặt đứng lên tức giận đe dọa khương nguyên nhưng tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ đây không phải là bách gia sơn trại khương nguyên có lệnh bài tử kinh thực lực của hắn lại không tầm thường muốn giết Khương Nguyên cần phải trả cái giá đắt then chốt là giết hắn là đối nghịch với Thương gia Bách gia các ngươi giết chết quý khách của bộ tộc ta trong Thương gia thành ha ha hiện giờ Bách gia có nguy cơ nguồn suối bị khô cạn đang trong thời khắc bấp bênh lại có bạch cốt truyền thừa khắp nơi đều có nguy cơ nếu trọ vào Thương gia khổng lồ này thì hậu quả khó mà lường được Khương Nguyên ngồi yên tại chỗ Dương mắt nhìn qua mọi người sau đó nhàn nhạt, nhạt nói một câu Kỳ thực ta rất khâm phục các NGUOI. Nguồn suối của bách ra các ngươi sắp khô hạn, tự thân khó bảo toàn mà còn có thể nhận hạ thoải mái, chạy tới đối phó ta. Ha ha, thực sự là ghê gớm. Lời nói này giống như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt sự tàn nhẫn bắn phá vào trái tim bách phong nổ tung. Ông ta cực kỳ kinh hãi, bật thốt lên, chuyện này, làm sao người biết. Tin tức này được bách ra cao tầng bí mật phong tỏa, cho dù bách chiến liệp, bách liên cũng không biết thế nhưng khương nguyên lại nói toạc ra tại sao không khiến cho bách phong chấn động đương nhiên là từ miệng hai vị thiếu tộc trưởng mà biết được trước khi ta giết hắn bọn họ quỳ xuống cầu xin tha muốn dùng tin tức này có được sự tin tưởng của ta đối lấy cơ hội sống sót khương nguyên mở miệng nói mò nhưng không có chứng cứ làm sao hắn có thể bịa đặt không thể tin tức này chỉ giới hạn trong tộc trưởng và mấy vị gia lão hai vị thiếu tộc trưởng tuổi nhỏ chưa biết gì làm sao có thể để bọn họ biết tin tức này bách phong phản bác khương nguyên bĩu môi có thể bọn họ trong lúc chơi đùa tình cờ nghe được dù sao mẹ của bọn họ cũng là tộc trưởng của các ngươi chuyện này chỉ là việc nhỏ mà thôi gia lão đại nhân nguồn suối khô cạn hắn nói có thật không nếu có chuyện này một khi nguồn suối gia tộc khô cạn đám người bách liên bách chiến liệp liên tiếp đặt câu hỏi biểu hiện hoảng loạn nguồn suối là căn cơ của một gia tộc tính trọng yếu không cần nói cũng biết một khi mất đi nguồn suối Gia tộc có mạnh cũng là lục bình không dễ. Bách Phong bị bọn họ hỏi, nhất thời thức tỉnh, trong lòng cảm thấy gai go. Có thể Khương Nguyên chỉ suy đoán, hai vị thiếu tộc trưởng Trung Quy vẫn là đứa trẻ, độ tin cậy không cao. Nhưng mình lại thất thố, không đúng mực chính là đã chứng thực chuyện này. Bách Phong cực kỳ hối hận, hận không thể tát chính mình một cái. Ông ta trời sinh tính cách nôn nóng, không giấu được chuyện gì. Bằng không lúc còn trẻ cũng không bị phụ thân đuổi ra khỏi gia tộc, ép ông ta lang bạt để mài rũa tình khí. Những năm gần đây, ông ta cũng thông minh hơn nhưng Trung Quy Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Kỳ thực cũng không thể trách ông ta, chủ yếu là nguồn suối quá quan trọng, trong lòng Bách Phong gánh lấy gánh nặng này, giống như núi lửa tích chữ, bị Khương Nguyên điểm nhẹ đã không nhịn được nổ tung. Gương mặt ông ta âm trầm, ánh mắt lấp lóe không yên, đang định phủ nhận nhưng Khương Nguyên đã nhận ra được tính toán của ông ta. Nguyên đừng hòng che giấu, vô dụng thôi. Nguyên tuyển đang dần dần khô cạn, sản lượng nguyên thạch không ngừng giảm mạnh. Bách gia chạy các ngươi che giấu tốt thật, dùng kho tàng hoặc buôn bán để bổ sung chỗ thiếu hụt này. Nhưng việc này nhất định có dấu vết, chỉ cần người hữu tâm cẩn thận điều tra, tất có thể tra ra." Khương Nguyên ung dung nói. Bách Phong siết chặt hai tay, trừng mắt với Khương Nguyên, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Nhìn biểu hiện của gia lão nhà mình, người nào có ngu đi chăng nữa cũng biết được chân tướng. "Nguyên Tuyền, Nguyên Tuyền nhà chúng ta sắp khô cạn rồi sao?" Bách Liên thất hồn lạc phách, ngã ngồi trên ghế. Bách chiến liệp nhếch môi, im lặng. Những người khác không lên tiếng, nhưng trong lòng vô cùng kinh hãi. Không khí trong mật thất chìm xuống cực điểm. Ha ha, Khương Nguyên cười khẽ, bách ra chạy các ngươi đang gặp nguy hiểm thật sự. Nguyên tuyển khô cạn, tìm không được nguyên tuyển mới, gia tộc có mạnh hơn cũng sẽ bị sụp đổ. Các ngươi có được truyền thừa núi Bạch Cốt, thế lực chung quanh đều đỏ mắt. Các ngươi nghĩ xem, nếu ta đem bí mật này nói ra ngoài, tình huống sẽ như thế nào? Đừng, Bách Liên biến sắc, vội vàng nói. Những người khác cũng đã nghĩ đến tính nghiêm trọng của nó, biểu hiện căng thẳng vô cùng. Bây giờ, bách gia trại có được truyền thừa núi Bạch Cốt, thực lực tăng mạnh. Đám gia tộc lớn chung quanh đều nhìn chằm chằm, trong cái nhìn mơ hồ có sự kiên kỵ. Nếu tin tức nguyên tuyển bị tiết lộ ra ngoài, bách gia trại trở thành hổ giấy, tất sẽ khiến cho các thế lực chung quanh cùng ra tay. Bọn họ tuyệt không muốn nhìn thấy bách gia trại vượt qua khó khăn, lại còn có được truyền thừa núi Bạch Cốt, thực lực tăng mạnh, bước ra khỏi cục diện của bọn họ. Cho nên, nhất định phải giữ bí mật này. Đám người bách ra chạy được Khương Nguyên nhắc nhở, ai cũng giác ngộ ra. Ánh mắt đám người bách chiến liệp nhìn Khương Nguyên lại càng hung ác hơn, sát cơ sôi trào. Muốn giết ta, Khương Nguyên cười lạnh, khoát tay, ta đơn độc gặp mặt các ngươi, tất nhiên đã có sự chuẩn bị. Nói thật, nếu các ngươi không đến tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm các ngươi. Hắn nói không phải là không có lý, mọi người không khỏi kềm chế sát cơ, thu lại hung quang trong mắt. Được rồi, bắt đầu nói chuyện chính đi. Khóe miệng Khương Nguyên vỉnh lên, thoáng điều chỉnh tư thế ngồi. Hắn phất tay, tất cả ngồi xuống hết đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Nói chuyện gì? Với ngươi thì có chuyện gì đáng nói chứ? Ừ. Sắc mặt Bách Phong âm trầm, nhưng nói thì nói như vậy, ông ta cũng vẫn ngồi xuống. Những người khác do dự một chút rồi ngồi xuống theo. Cục diện dương cung bạt kiếm thoáng hỏa hoãn lại. Đương nhiên là cần phí bịt miệng rồi, ta dẫn các ngươi đến đây dễ dàng làm sao? Lãng phí thời gian và tinh lực của ta, các ngươi đương nhiên phải bồi thường cho ta rồi. Nguyên Thạch, ta cần Nguyên Thạch, cho ta 3 triệu Nguyên Thạch, ta hứa với các ngươi sẽ không tiết lộ bí mật này." Khương Nguyên nói xong khiến tất cả đều nhảy dựng. "Ngươi dám uy hiếp chúng ta? Ngươi giết hai vị thiếu tộc trưởng, bây giờ ngươi lại còn đòi Nguyên Thạch." "Khương Chính, ngươi đừng khinh người quá đáng, cùng lắm lão già ta liều mạng." đồng quy vu tận với người. Mọi người đồng loạt gầm thét. Ha ha ha, Khương Nguyên ngửa đầu cười to, sau đó đứng dậy, mắt lạnh nhìn mọi người. Không sai, ta đang uy hiếp các ngươi đấy. Các ngươi không đáp ứng ta, ta sẽ tiết lộ tin tức này ra ngoài. Sao, còn muốn đồng quy vu tận với ta? Ừ, các ngươi có tin hay không, cho dù ta chết đi, tin tức này vẫn bị tiết lộ ra ngoài như thường. Đến lúc đó, các ngươi chính là tội nhân của gia tộc bởi vì các ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta mới khiến cho gia tộc bị các thế lực khác vây công. Ngươi, 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 Bách Phong tức giận thở hồn hển, nhất thời chỉ vào Khương Nguyên không nói ra lời. Những người khác cũng trừng mắt, nghiến răng canh kết nhưng không ai ra tay. Ngươi ngươi cái gì? Khương Nguyên cười nhạo Bách Phong, giọng nói tràn ngập sự khinh thường, ngươi bắt ta như thế nào? Giết ta, ta có lệnh bài tử kinh, ngươi đụng đến ta thử xem. Ta biết các ngươi đều là hào hán không sợ chết, nhưng gia tộc mới là quan trọng. Người nhà các ngươi, bạn bè các ngươi, nếu chết hết, cũng là do các ngươi. Đám người bách ra chạy nắm chặt tay, đứng im tại chỗ. a à, bách chiến liệp bỗng ngửa đầu gào to, dơ nắm đấm đánh xuống thật mạnh. Dưới một kích phẫn nộ của gã, toàn bộ bàn rượu bị lật ngược, thức ăn rơi đầy đất. Gã hận, ông của gã là bách chiến ôn cũng vì hai người khương bạch mà chết. Thù này không đội trời chung. Vì thế, gã gia nhập đội ngũ lùng bắt, bôn ba vất vả, rốt cuộc cũng tìm được hung thủ. Nhưng rõ ràng kẻ thù đang ở trước mặt, gã lại không thể ra tay. Khương Nguyên đang gần trong gang tấc, gã lại không thể báo thù. Không chỉ không thể báo thù, mà còn phải chịu Khương Nguyên uy hiếp. Lửa giận trong lòng gã cháy lên hừng hực, tạo thành biển lửa ngập trời, thiêu đốt tâm can của gã. Nhưng gã lại không thể ra tay. Nếu ra tay, hậu quả sẽ khó mà lường được. Tính mệnh của gã là chuyện nhỏ, toàn bộ gia tộc sẽ vì vậy mà gặp nạn các ngươi không nên tức giận. Thật ra trong chuyện này, ta cũng là người bị hại. Khương Nguyên nói xong liền dừng lại, thở dài một hơi. Các ngươi ngẫm lại xem, truyền thừa núi Bạch Cốt vốn là của ta, kết quả bị bách ra chạy các ngươi cướp đi. Bách ra chạy các ngươi truy sát ta và Bạch Hoa băng, chúng ta bất đắc dĩ bảo toàn mạng sống, mới giết Bách Hoa và Bách Sinh. Về sau, ta còn bị thương rơi xuống núi Tử U, trên đường có thể nói là cửu tử nhất sinh. Ta sống dễ dàng làm sao? thế lực bách ra chạy các ngươi khổng lồ, ta không thể trêu vào, đành phải co lại trong thành thương gia. Kết quả các ngươi còn không buông tha cho ta, các ngươi nói, ta còn có thể làm sao. Ta không phải là người không nói đạo lý, ba triệu nguyên thạch, không được ít hơn. Ta rất có thành ý, bí mật này cũng chỉ có rất ít người biết, không bị tiết lộ ra ngoài. Vì suy nghĩ cho bách ra chạy các ngươi, ta còn cố ý giết người của thiết gia chạy. Biểu hiện của Khương Nguyên rất thành khẩn. 3 triệu nguyên thạch, ngươi đúng là công phu sư tử ngoạm. Khương Chính, xét theo lương tâm, bách gia trại chúng ta đối đãi với ngươi như thế nào? Ngươi ăn ngon ngủ ngon, kết quả thì sao? Ngươi chính là lấy oán trả ơn. Hai vị thiếu tộc trưởng của chúng ta chết trong tay ngươi, gia lão bách chiến ôn cũng bởi vì ngươi mà chết. Còn có rất nhiều tộc nhân, vì bảo vệ ngươi leo lên núi Bạch Cốt mà tổn thất rất nhiều, còn có người bị thương mà trở nên tàn tật. Biểu hiện của người bách gia trại hoàn toàn khác nhau. Có người phẫn nộ, có người cười lạnh, có người nước mắt tràn mi nhưng đều có một điểm chung, chính là hận Khương Nguyên rất sâu. Khương Nguyên cười lạnh, xem ra các ngươi vẫn chưa nhận biết rõ tình thế. Ta nể mặt các ngươi mà các ngươi không cần. Được. Khương Nguyên đứng dậy muốn đi. Đám người bách ra chạy trở nên bối rối. Khoan đã, dưới tình thế cấp bách, bách phong bước ngang, ngăn Khương Nguyên lại. Nói thật cho các ngươi biết, bây giờ ta sẽ đi bán tin tức này. Ta tin rằng, phong vũ lâu của thành thương gia sẽ cho ta một cái giá tốt. Các ngươi nói, bọn họ sẽ trả cho ta bao nhiêu tiền? Khương Nguyên gần giọng cười nói. Khương Chính, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bách Chiến Liệp giống lên một tiếng, bước đến trước mặt Khương Nguyên, hai mắt hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Khương Nguyên nhẹ nhàng nói một câu, ngươi muốn ra tay. Ngươi định đặt gia tộc của mình vào nguy hiểm sao? Khi thế Bách Chiến Liệp bỗng nhiên giảm xuống, khẽ giật mình. Bốp, Khương Nguyên nhân cơ hội này vung tay lên lực đạo của hắn quá lớn chỉ là thoáng dùng sức nhưng đã đánh cho bách chiến liệp huyết khí phương cương phải lui lại sáu bước ngươi muốn làm gì người của bách gia trại xù lông lên tất cả đều vây quanh lại các ngươi muốn trở thành tội nhân của gia tộc sao khương nguyên hừ lạnh một câu lạnh như băng dội nguội lòng người bách gia trại xuống phân nửa cái đầu không biết sống chết khương nguyên chỉ tay vào bách chiến liệp không dạy cho ngươi một bài học ngươi cứ tưởng mình là lão tử thiên vương khương nguyên ngay trước mặt người của bách gia trại không chút lưu tình mắng bách chiến liệp sau đó hắn đảo mắt nhìn mọi người tất cả các ngươi đều là thứ ngu xuẩn ta muốn bách ra chạy các ngươi gặp nạn cũng chỉ bằng một câu nhẹ nhàng của ta mà thôi kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt các ngươi không nhìn thấy rõ cục diện bây giờ sao muốn ra tay thì ra tay đi nào đến đi cho dù ta chết ở đây cũng có bách ra chạy các ngươi chôn cùng cũng không tệ khương nguyên bị mọi người bao vây nhưng thái độ hết sức phách lối ngược lại bách gia trại người đông thế mạnh, nhưng lại chỉ biết nghiến răng bóp tay, không thể làm gì được. Mặt bách chiến liệp sưng lên, hai mắt đỏ bừng, tràn ngập tơ máu. Sự nhục nhã khiến cho lửa giận trong lòng gã. Gia tộc chính là uy hiếp chí mạng của bọn họ. Khương Nguyên đã nắm đúng điểm này, biểu hiện không hề sợ chết, khiến cho đám người bách gia trại không thể tiến thoái, bị Khương Nguyên nắm sao thì nắm. Ta cho các ngươi 10 giây để suy nghĩ, Khương Nguyên nói. Người của bách gia trại giống như lâm vào một cuộc chiến, bọn họ thật sự không muốn cúi đầu trước tên hung thủ Khương Nguyên, nhưng nếu không cúi đầu, gia tộc sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng mọi người trở nên mơ hồ, không khỏi tập trung ánh mắt lên Bách Phong ra lão. Bách Phong nắm chặt nắm đấm, sau đó chậm rãi buông ra, rồi lại dùng sức nắm chặt, một lát sau mới buông ra. Lặp đi lặp lại như vậy, biểu hiện sự dối rắm trong lòng ông ta lúc này. 30 giây đã trôi qua, nhưng Khương Nguyên làm bộ không nhớ. Tình huống của Bách Phong rất cấp bách. Qua một chén trà, lúc này ông ta mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Ba triệu nhiều quá, thật sự chúng ta không có khả năng đáp ứng điều kiện này của người. Hơn nữa, trên người chúng ta cũng không có nhiều tiền như thế. Giọng nói của ông ta rất khàn, giống như quỷ chết khát trong sa mạc. Nói xong, hai tay ông ta buông ra, không còn khí lực để nắm chặt. Vì gia tộc, ông ta không thể không lấy đại cục làm trọng. Mặc dù hận không thể chặt Khương Nguyên thành tám khúc, nhưng ông ta vẫn lựa chọn tạm thời cúi đầu. Những người khác nghe Bách Phong nói xong, trong lòng cũng buông lỏng, sát ý đối với Khương Nguyên cũng giảm xuống, càng thêm thâm trầm. Khương Nguyên mỉm cười, ba triệu không cần các ngươi giao một lần, cứ giao từ từ cũng được. Lần này giao trước 500.000 thôi. 500.000, chúng ta đâu mang theo nhiều nguyên thạch như vậy bên người. Bách Phong kêu lên. Khương Nguyên nhướng mày, các ngươi có thể đến tiền trang để mượn, cũng có thể thế chấp, bán cổ trùng. Tóm lại một ngày sau, ta muốn 500.000 nguyên thạch. Còn nữa, ta không muốn nhìn thấy bất cứ người nào của bách gia chạy lưu lại trong thành thương gia. Đám người này ở bên trong làm gì vậy? Đã qua nửa canh giờ rồi. Bên ngoài cửa mật thất, thiết đao khổ khoanh tay đứng thẳng, nghi hoặc trong lòng càng lúc càng lớn. Mật thất cách âm nhưng không phải quá kiên cố. Một khi có tiếng đánh nhau, gã có thể phát hiện được trước tiên. Nhưng vấn đề là, từ đầu đến cuối bên trong đều im lặng. Thiết đao khổ nghĩ mãi mà không rõ. Cạch, đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra đau khổ đại ca, mời vào, chúng ta đã nói chuyện xong rồi. Một vị cổ sư của Bách Gia chạy lên tiếng. Thiết đau khổ tiến vào phòng, đập vào mắt chính là bàn rượu bị Bách Chiến Liệp đập nát, rượu thịt rơi vãi dưới đất. Thiết đau khổ không khỏi cau mày. Hiển nhiên, tiệc rượu đã không thể ăn được nữa. Cho dù có thể ăn, đám người Bách Gia trại cũng không cảm thấy đói bụng. Sắc mặt bọn họ xám xịt, biểu hiện ngốc trệ, giống như vừa mới tiếp nhận đà kích rất lớn chỉ có khương nguyên là còn bình thường thậm chí gương mặt còn hơi đỏ vừa nãy hắn đã đạt thành hiệp nghị với đám người bách ra trại đồng thời còn dùng cổ thể độc hết thảy đã thành kết cục đã định rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thiết đao khổ nghi hoặc hỏi ta đi trước hy vọng các người giải quyết cho tốt khương nguyên nói xong lập tức bước ra khỏi mật thất khương chính ngươi chờ ta ở diễn võ trường đi thiết đao khổ gầm nhẹ khương nguyên chẳng thèm để ý bước ra ngoài biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Các vị, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiết đau khổ vô cùng khó hiểu. Tại sao nói chuyện một hồi, thân sắc của đám người bách gia trại đã thay đổi, không còn cảm nhận được không khí muốn báo thủ của bọn họ? 2. Bách Phong thở dài một hơi. Ông ta nhìn thiết đau khổ, ánh mắt hiện lên sự phức tạp, thiết lão đệ, chuyện đột nhiên xảy ra, không tiện nói lại. Bách gia trại chúng ta xin rút lui, không muốn đối phó hai người Khương Bạch nữa. Cái gì? Thiết Đao Khổ lập tức nghẹn họng, không thể tin nổi. Gia nghiệp của Bách Gia trại quá nhỏ, không chịu được sự dày vò. Cáo từ, Bách Phong đứng dậy, đi đầu bước ra khỏi mật thất. Các vị không cần lo lắng, hắn đầu nhập vào thương gia, chẳng lẽ Thiết gia không phải là bá chủ Nam Cương sao? Thiết Đao Khổ vội vàng khuyên, muốn đối phó hai người Khương Bạch, người càng nhiều càng tốt. Nếu Bách Gia trại rút đi, Gã lập tức thân cô thế cô ngay. Nhưng Gã nào biết được bí ẩn bên trong? Gã thuyết phục còn chưa đến phút cuối thì không nên từ bỏ, nhưng bách ra trại đã khăng khăng rời khỏi, cuối cùng gã ngăn cũng không nổi. Nhìn bóng lưng rời đi của người bách ra trại sắc mặt thiết đau khổ lạnh đến cực điểm, miệng lẩm bẩm, không đánh mà thắng. Khương Chính, thủ đoạn đùa nghịch này của ngươi đúng là giỏi. Nhưng ngươi đừng nghĩ thiết đau khổ ta sẽ từ bỏ. Ừ. Tâm trí gã kiên định. Người bên ngoài lựa chọn từ bỏ nhưng gã vẫn lựa chọn kiên trì. Gã quyết định đến diễn võ trường đăng ký, gã muốn đánh lén Khương Nguyên ở diễn võ trường. Khách quan, xin dừng bước. Tiểu nhị trong quán chạy đến, rất nhanh cản trước mặt gã, mỉm cười nói, ngài còn chưa thanh toán. Cái gì? 500.000 nguyên thạch. Khoản tiền lớn như thế, bảo chúng ta chuẩn bị trong một ngày làm sao mà kịp. Đi trên con phố rộng rãi, Bách Liên lo lắng nói. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn quan tâm đến bể cá mini có thể tham quan gian hàng Shopee của mình nhé.